Xin chào tất cả các bạn nhỏ đang xem clip trên kênh Em Bé. Lúc này là 17 giờ ngày 28 tháng 2 năm 2022. Hai bộ con bé Dương đang có mặt tại sân vận động huyện Lạc Sơn. Sân vận động huyện Lạc Sơn mới được sửa chữa và nâng cấp rất là đẹp. Đặc biệt là mới được lắp một số cái dụng cụ tập thể thao miễn phí dành cho mọi người. Bây giờ xin mời tất cả các bạn nhỏ theo chân bé Dương vào bên trong để trải nghiệm những cái dụng cụ thể thao miễn phí ngoài trời tại sân vận động huyện Lạc Sơn có gì đặc biệt không nhá. Trước khi trải nghiệm thì Dương sẽ lấy chai sát khuẩn ở trong cốp xe, sát khuẩn tay trước, bởi vì dụng cụ này có rất nhiều người đến đây tập nên mình cứ làm như này để cho nó an toàn, sát khuẩn kỹ vào cho nhiều vào. Rồi rồi, được xỉa. Ừ, cái này cồn sợ sao. Dụng cụ tập ở đây thì người ta chia làm hai phía. Phía bên tay phải này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dụng cụ. Và phía bên tay trái của bố bé Dương cũng có 8 dụng cụ. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm lần lượt từ 1 đến hết nhá. Let's go. Bố sẽ không giới thiệu để cho Dương tự chơi, tự tập để xem Dương có biết cách sử dụng các dụng cụ này không. Tập từ cái này trước. Đây là cái dụng cụ tập cơ bụng. Con nằm ngửa ra. Nằm ngửa cho hai chân ở đây. Cho hai chân ở đây. Hai chân kẹp vào đấy. Cho hai chân kẹp vào đây. Đấy, móc vào đây này. Chân kia thế. Rồi, nằm ngửa xuống. Nằm hẳn xuống. 1. Ngồi dậy. 2, xuống. 3, lên. Ok, như vậy là dụng cụ đầu tiên đã được Dương trải nghiệm. Đây là dụng cụ tập cơ bụng. Tiếp đến dụng cụ thứ hai. Dụng cụ này có tên là thiết bị đi bộ trên không. Có thấy thích không? Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang thiết bị thứ ba. Thiết bị thứ ba này là cũng một thiết bị liên quan tới chân. Thiết bị tập đi bộ. Có bạn này đang tập rồi nhá, Phương Dương không phải mô phỏng nữa. Thiết bị này cũng liên quan tới chân. Đây là em bạn Lâm hay sao nhỉ? Thiết bị này có tên là gì? Đi bộ trên không. Tiếp đến, đây là thiết bị gì đây? Thiết bị tập eo các bạn nhá. Thiết bị tập eo. Bóng tay mặt ra này. Bám hai tay vào hai cái cột đấy. Lắc mạnh vào. Đây là thiết bị thứ 5. Mình chuyển sang tiếp tục thiết bị bên này. Thiết bị bên này xem có tên là gì nào. Chức năng của nó thiết bị tập eo. Có hai bộ con nhà bác này đang tập. Tiếp đến là xa đơn. Xa đơn này Dương chỉ tới ở cái cột bên phải này thôi. Cẩn thận nhá. Con cầm ngược tay rồi. Lộn tay lại. Đấy đúng rồi. Lên xem nào được mấy cái. Ôi trời ơi. Và cái cuối cùng. Nào bạn nhỏ này cẩn thận không ngã. Đây là xà kép. Xà kép nha các bạn nha. Thiết bị này thì Dương không tập được bởi vì người Dương hơi thấp. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phía bên kia để xem bên này những cái thiết bị tập thể thao ngoài trời có gì khác ở bên Dương vừa trải nghiệm không nhá.
Nhiều tập vào, nhiều người thì mình tập cái nào mà không có người tập thì mình tập. Bố Dương quan sát ở phía bên này có các bà đang luyện tập rất là hăng say. Hello idol. Idol Dũng. Quê hương Mẹ Dương này đang có cái chỉ thị là cấm tập trung đông người tại các phòng tập gym, nên các cô các chú các anh chị là ra sân vận động tập, bởi vì ngoài này nó không gian nó rộng hơn để hạn chế được việc lây lan Covid. Đây là thiết bị gì nhỉ? Không có tên à? À đây, có tên mà. Thiết bị tập toàn thân. Đây nhá. Kéo mạnh vào, kéo mạnh về phía ngực con đấy. Này đẩy ra. Xuống nào, chuyển sang bên kia. Ở phía này bố bé Dương quan sát cũng có 8 thiết bị các bạn nhé. 8 thiết bị ở bên này nó khác ở bên Dương vừa trải nghiệm hôm nay. Con lên đi. Đây là thiết bị tập cả tay lẫn chân. Lắc mạnh vào. Các bà thích nhỉ? Có thiết bị ở đây tập ngày nào đi tập ạ? Vâng, ngày nào. Vâng. Chuyển đến thiết bị tiếp theo, đây là thiết bị tập eo. Dương ơi, mệt chưa? Mệt tôi để tập nốt thế này. Và sau một thời gian thì bé Dương đã trải nghiệm một số thiết bị tập thể dục thể thao ngoài trời tại sân vận động huyện Lạc Sơn, thì Dương cảm thấy nào? Dương lười tập thể thao lắm. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo là đi ra xe. Ra xe và lấy nước sát khuẩn nhá. Các bạn lưu ý đến đây tập thì cũng phải chấp hành tốt 5K. Tập phải đeo khẩu trang. Về nhà thì phải rửa tay sát khuẩn sạch sẽ, bởi vì những cái thiết bị ở đây là nhiều người tập. Người ta bám vào thì nguy cơ lây lan virus rất là cao. Cả hai tay đi. Làm kỹ vào. Như vậy clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Để tất cả các bạn nhỏ những clip tiếp theo. Chào chưa? Video các bạn hãy like cho các bạn ở những clip sau. Bye bye.